Chào các bạn, hôm nay em tiếp tục gửi tới cho anh chị và các bạn một chiếc cầu thang 21 bậc mâm xẻ nhé. Đây là không gian nhà 5m, đóng cầu thang rộng 90 phân, 21 bậc, chiều cao nhà là 3m8, chiều cao bậc của cầu thang là 3m18 nhé các bạn. Đây là anh em mình đã quá trình đã làm và xây xong. Đây mình quay cho anh em xem, đây là anh em mình đã xây xong nhé. Đã xây xong kết thúc một chiếc cầu thang, anh em xem và like chia sẻ dùm anh em mình nha. Anh em mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều nha.